khi kết thúc chương trình hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sẽ phát sóng trong chương trình ngày mai. Chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.